Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Gì mà reo hò dữ vậy? Trời đất ơi, làm gì trời? Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi. Mời bạn gái giới thiệu trước nè. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và các bạn ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu, năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng tại bệnh viện. Quê Châu ở đâu? Quê em ở Cần Thơ nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Rồi, mình đang làm việc ở quận mấy em? Dạ, bệnh viện quận 3 chị. Quận 3. Rồi, mời bạn trai. Làm bạn trai nào đâu đây, mời. Mai làm như Long Thành thọc chuồng hay gì? Cái gì? Gì vậy? Có giới thiệu không? Chưa, từ từ đi. Trục trặc hả bạn trai? Trục trặc kỹ thuật hả? Cái gì đi? Trời ơi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Chào quý vị khán giả và các bạn hỗ trợ chương trình. Mình tên là Nguyễn Huy Hảo, năm nay mình 29 tuổi. Quê quán ở Hà Nội nhưng mà mình sống ở Hồ Chí Minh rất là lâu rồi. Hiện tại thì mình đang ở quận 8. Làm công việc gì? Dạ, công việc chính của em là về marketing. Hiện tại em đang phát triển dự án về giáo dục ở trường đại học tài chính marketing quận 7. Vậy mà nãy tưởng nó nuôi bò. Thôi được rồi, về rồi bây giờ mình giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình đi hai bạn. Mời bạn gái. Ưu điểm của em là rất là chân thành. Em hiền và biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe mọi người. Rồi. Dạ. Khuyết điểm của em thì hơi sợ đứng trước đám đông. Em ít nói. Hơi nhút nhát ha. Dạ. Rồi. Với lại em nấu ăn không có ngon cho lắm. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, em sống với gia đình, ba mẹ với anh chị. Mời bạn trai giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, em xin giới thiệu sơ bộ về cái ưu điểm của em. Cái điểm mạnh nhất của em nấu ăn. Nhưng mà em thích nấu thôi, không thích dọn. Nên nếu mà bạn nữ dọn là em sẵn sàng nấu. Trời, ở bên đây thì không biết nấu, em dọn được không em? Dạ được chị. Dạ bên đó ảnh nấu cho em ăn rồi em dọn. Dạ. Rồi còn gì nữa không em trai? Dạ, cái thứ hai là khả năng của em trông trẻ rất là tốt. Em rất là thích chơi với trẻ con. Ưu điểm nữa là em là người dễ thay đổi, dễ lắng nghe và không bao giờ cố chấp. Gì lạ? Dễ thay đổi là sao? Tức là mình thích nghi được với lại môi trường sống đó chị. Mình dễ bị tha thứ hơn chứ không có cố chấp là phải đi theo một cái. Chứ trong tình yêu mà dễ thay đổi là mệt lắm nha. Dạ. Tiếp khuyết tiếp. Điểm. Dạ, khuyết điểm thì hơi nhiều nhưng em chỉ nôm na khoảng 3 cái thôi. Thí dụ? Dạ, cái đầu tiên là em nói nhiều lắm. Nếu mà ngoài công việc ra mà em rảnh á là em nói dữ dằn lắm. Nói mà em đo luôn á là khoảng hơn 10.000 từ ngày. Trời ơi. Khuyết điểm gì nữa? Thứ hai là nóng tính. Ở đây á là khi em làm việc á thì em muốn có một không gian yên tĩnh. Nên là cứ để em làm thôi, đừng có đụng vô em thời điểm đó. Em có thể rất là dễ bị cáu. Chứ ngoài công việc ra thì bình thường. Rồi thứ ba. Dạ, cái thứ ba nữa là về cái độ lãng mạn. Hiện tại em 29 rồi. Nếu mà bạn gái đòi một sự lãng mạn ở hiện tại thì rất là khó. Tại vì hướng ở bây giờ chỉ là xây dựng gia đình thôi và phát triển sự nghiệp về con gái sau này thôi. Phải làm sao cho người ta, phụ nữ biết là mình thương yêu, mình chăm sóc người ta chứ. Lãng mạn là... em có rất là, anh thấy hôm nay mặc đồ là anh biết em chu tính cỡ nào rồi. Rồi. Em đảm bảo là bạn đã quen em là một ngày chỉ cười. Vậy được rồi. Rồi thôi vậy cũng được. Bạn gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình rồi chị. Bao lâu rồi em? Khoảng 7 năm. Em chia tay 3 năm rồi chị. Dạ, 7 năm sao lại phải chia tay vậy em? Dạ, chắc là tụi em không có duyên. Tại vì tụi em quen là từ lúc còn đi học á. Cho nên tới lúc ra kiếm việc làm được rồi thì mấy bạn nó cũng muốn tìm người khác luôn. Nói chung là tình yêu 7 năm nhưng mà của thời tuổi trẻ, thời còn đi học, đúng không? Nó cũng chưa đủ sự chín chắn. Rồi, bạn trai mình có mấy mối tình? Dạ, em thì thuộc loại thanh niên dễ dãi, dễ bị dụ đó. Em quen đến giờ là 16. Nhưng mà chính thức quen là 6. Yêu thì 1. Chia tay cách đây khoảng 3 năm rồi chị. Quen được 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi là cũng dài lắm à. Dạ, đây là mối tình mà nếu mà nhắc lại em cũng... Thật sự em chúc phúc cho cô bé đó rất là nhiều. Cô đó có gia đình chưa? Dạ, cuối năm nay cưới. Rồi dạ, bây giờ mình tính tới chuyện mới đi. Đừng tính chuyện cũ nữa. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm một bạn trai chân thành. Tại em ít nói á, nếu bạn ấy vui tính một chút thì tốt. Nói nhiều như anh nói được không? Anh nói là 10.000 từ một ngày đó. Được không em? Dạ chắc là được. Còn gì nữa không em? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc á chị. Em có hút thuốc không? Dạ hồi 5 tuổi có hút mà giờ bỏ rồi. 5 tuổi có hút. Này biết hài hước ghê ha. Coi như không có hút đó em. Rồi sao? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Về ngoại hình. Em thích bạn trai cao hơn em khoảng 1m6, 1m65 gì đó là được rồi.
ngoại hình trung bình thôi. Rồi bên này bạn gái mẫu người cũng rất là đơn giản, chỉ cần bình thường là được. Bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em hiện tại là đơn giản cực kỳ luôn. Em kiếm mẹ cho con em, và đặc biệt là kiếm con gái cho bố mẹ em. Vậy thì người yêu lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người yêu lý tưởng của em thì hiền, biết chăm sóc gia đình, hy sinh bản thân của mình cho gia đình. Là ví dụ như chồng đi làm thì vợ có thể ở nhà chăm con, tại vì chăm sóc con cái là cái nền tảng rất là Ủa là sao? Là cuối cùng là không cho người ta đi làm hả? Dạ, tại vì bây giờ mà có lấy về thì cũng làm chung với công việc với em thôi. Em cũng hoạch định sẵn công việc rồi, làm chung với em hoặc làm công ty bình thường. Nhưng mà sinh con là nên tập trung chăm con trước, cho nó cứng 1-2 tuổi rồi đi làm muốn sao cũng được, thoải mái. Bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân? Nhanh nhất thì năm sau, tại vì em bây giờ 29 rồi, điểm đẹp của em là 30, thì cứ năm sau là được. Mà ý tưởng gì bữa nay vậy vậy? Dạ, em cũng muốn nhắn nhủ đến bạn gái á, khi mà cố gắng luôn luôn có sữa cho con bú. Tại vì em nói là nếu mà vợ ít sữa thì chồng có sữa. À, ok, cũng bình thường đó. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, để anh xem coi đàn gái cô có hợp với anh đây không nha. Bạn gái người ta ngon lành, điềm đạm, thùy mỹ, nết nha. Chào gái. Dạ, em chào anh. Xinh ha, xinh xắn ha. Em ơi, bây giờ em nghe bạn trai nói thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, em thấy anh ấy cũng vui tính. Anh vui tính đó. Dạ. Anh tính toán cũng kỹ lắm, giỡn giỡn chơi vậy thôi. Chứ một con người lập trường cũng khá vững đó em. Dạ. Muốn lấy chồng sớm không? Dạ muốn anh. Em muốn hả? Một năm nữa không, được không? Dạ được, càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt ha. Em... ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét con trai ba hoa, nói mà không có làm được. 10.000 từ có ba hoa không? Dạ, kể chuyện hài không à? À đó, kể chuyện hài nói chuyện vui thôi. Anh thấy cũng ổn đó, cũng vui đó nha. Dạ. Rồi mình khảo sát ý kiến người thân nữa làm cho hai bên gặp mặt luôn. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với chị gái. Rồi cho chị gặp mẹ em. Tôi xin chào MC Huyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Tôi rất là vui khi được gặp bạn này là thấy là ưng ý. Dạ ưng ý hả cô? Dạ. Dạ. Như để cho chị góp ý thêm. Dạ. Chị ruột á hả? Thấy em rể tương lai sao chị gái? Theo em thấy là em rể tương lai là được. Có thể là bù đắp lại với lợi trong những lúc mà bé Châu ít nói á, có người cũng nói lại cho vui cũng đỡ. Châu, nhìn khuôn á. Ừ, thích à, rồi đó. Thích khuôn á. Cảm ơn gia đình bên đàn gái. Dạ, cảm ơn cô với lại chị rất nhiều. Rồi, đàn trai đi với ai đây? Dạ, hôm nay em đi với lại bạn và cháu của em. Dạ, đáng lẽ hôm nay là ba mẹ em đi á. Nhưng mà sáng nay có bệnh nhân đột xuất á, nên mẹ em phải ở nhà khám bệnh á. Nên là mà nãy giờ là mẹ gọi miết à, hỏi tình hình sao rồi cũng dữ dằn lắm. Mẹ em là bác sĩ hả? Dạ, đang làm phòng khám nên là không có bỏ bệnh nhân đi được. Thôi bây giờ cho gặp bạn với gặp cháu đâu, cháu đâu? Dạ, con tên là Ngô Minh Đức. À, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường và chào tất cả khán giả. Trời, giỏi ta. Rồi, cô chào con. Rồi, nãy giờ con coi là con có nhận xét gì về hai cô chú ngồi trên này? Dạ, cậu con thì cũng ít nóng tính. Con cũng hiếm khi thấy cậu con nóng tính lắm. Thì cậu cũng hòa đồng và mỗi lần mà có tiệc gì đó là cậu đều là trung tâm của bọn trẻ con. Ghê vậy hả? Trung tâm bọn trẻ con hả? Dạ. Còn con thấy mợ rồi sao? Cũng tốt bụng, hiền, chắc là cũng hợp với cậu con. Ghê ghê. Rồi cho gặp bạn đi. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả ở trường quay. Em tên là Vũ, là bạn của Hảo cũng rất lâu, từ cấp 2 rồi. Thì tính tình của Hảo thì như mọi người thấy rất là vui vẻ, lại biết nấu ăn nữa. Mà Châu bên đây thì không biết nấu ăn thì không sao đâu. Còn cái phần mà sau khi nấu ăn mà ai mà dọn dẹp thì không sao đâu Châu. Em dụ nó một hồi là nó cũng dọn hết à. Cho nên em thấy hai người có thể tiến tới được nhau. Em xin rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Kéo trả lại trạng không? Thái ban đầu. Chuẩn bị, mở rào. Bắt đầu âm nhạc. Đó. Trời đất ơi. Rồi, ngồi xuống đây đi em. Rồi thấy đường ngồi không? Thôi, đó. Thường thường là nhà trai cô chú rể đó, đàn gái tự mở kiểm tra coi mở mặt cô dâu anh ấy là ai. Bên này cô dâu mở mặt chú rể xỉu luôn.
Phú Hà. Đó, Phú Hà. Xin chào em. Dạ, em chào anh. Nè, cảm ơn ta đi. Anh có một món quà, cuốn này nó như cuộc đời của anh vậy. Anh mới viết được trang đầu tiên khi anh gặp em thôi. Anh đợi em khoảng 3-4 tháng nay rồi. Anh hy vọng nếu em can đảm á, thì em cùng anh viết tiếp cuộc đời còn lại của anh trong cái cuốn sổ này. Dạ, em cảm ơn. Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Bạn gái cảm giác thế nào khi lần đầu tiên gặp bạn trai mà trong một hình hài rất là dễ thương như vậy? Hơi bị bất ngờ. Lần đầu tiên em gặp người vui tính như anh. Anh cảm ơn lời khen của em. Thật ra lúc mà nhìn em á, anh cũng hơi hết hồn. Anh dặn chương trình rồi, kiếm xấu xấu thôi, cho dễ bấm nút. Kiếm vậy khó quá, không biết được cơ hội không. Chưa gì mất tự tin rồi. Anh muốn hỏi em một câu á. Dạ. Nếu mà mình mà có thể có cơ hội mà tiến tới hôn nhân á, thì em muốn đẻ con trai hay con gái? Nếu câu trả lời là gái, anh sẽ đến ôm em ngay luôn. Em thích cả trai lẫn gái, nhưng mà con gái đầu lòng thì tốt hơn anh. Em giống y chang anh, nhà anh cuồng gái lắm. Đâu, ôm ngay luôn đâu. Thôi để em ôm đại đi. Trời ơi, cởi bộ đồ đó ra. Ông bận bộ đồ đó, ông giấu cái body của ông ở trong. Em có muốn nhìn cái body của anh ai không? Mà biết. Được rồi, vô sau mình nhìn sao cũng được anh. Này gì đây anh, gì đây? Em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Wow, anh thấy chữ chồng tương lai. Nhớ bấm nha. Đứng kế bên đọc cho bạn gái. Không, em không bị, không gỡ được. Yeah. Bò nó cũng biết mở thư nữa ha. Mở cho. Đứng sát bên bạn gái đọc, bạn gái viết cái gì cho bạn đó. Dạ. Gửi người sẽ nắm lấy tay em bước tiếp đoạn đường sắp tới. Chồng ơi, anh có biết em đã đợi bao lâu để được gọi lên 2 tiếng này không? Em là một cô gái nhút nhát, em rất sợ người lạ, sợ có ai đó sẽ bước vào làm đảo lộn cuộc sống của em. Nhưng em cũng luôn mong chờ một người sẽ bước đến nắm tay em, dẫn ép em vào một cuộc sống mới thật nhiều hy vọng và hạnh phúc. Và cuối cùng anh cũng đã đến, chào anh chồng tương lai của em. Wow. Trời ơi. Cái cặp này hình như là đâu từ kiếp trước rồi á. Rồi, cảm nhận về nhau thế nào? Bạn gái thấy chàng trai thế nào? Nói luôn đi nào. Em hơi xúc động. Cứ nói đi em, hãy nói cảm nhận của mình không sao cả. Anh nắm tay em chờ đỡ luôn. Dạ, em chờ được nói lên những tin này cũng lâu lắm rồi. Nãy nghe những cái yêu cầu của anh về bạn gái hay là về vợ tương lai á, em thấy em sẽ cố gắng để... Anh hiểu rồi. Anh cũng hy vọng là hai đứa có thể cố gắng làm sao để gia đình hai bên vui, rồi mình có thể hy sinh cho nhau cuộc sống, cãi nhau này nọ. Nhưng mà khi anh nóng thì em nguội, khi em đánh đá thì anh sẽ thùy mị hơn. Anh hy vọng là mình sẽ chăn hòa được cái đó. Dạ. Em muốn anh luôn luôn nắm tay em như vậy, không bao giờ buông ra hết. Được, anh tin tưởng. Tuyệt vời. Về ghế luôn, không cần nói gì nữa cả. Chúng ta tiến hành bấm nút luôn. Ngày hôm nay thực sự là họ đã có duyên với nhau. Còn phận thì họ sẽ quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chưa đếm thì bạn nam đã bấm nút rồi. Mà sao em gấp vậy? Từ từ em phải đợi chị đếm chứ. Chị chưa đếm mà phải cướp nhanh chứ. Phải cướp nhanh. Người ta đợi đuổi. Này, nắm tay nhau đi nào. Hôn nhau đi. Thôi em, anh xin hôn vô má của em nha. Nắm tay bò nãy giờ có cảm xúc gì không em? Nó không có nhiệt độ gì hết. Không có nhiệt độ gì hết trơn. Đó. Tên là Đỗ Huy Nhân, sinh ngày 27 tháng 2 1985. Thì hiện tại thì em đang kinh doanh cà phê. Và em thì cũng một có nghĩa là cũng trải qua một lần đò rồi, đang muốn kiếm được nửa hạnh phúc còn lại. Chờ em xíu, anh tên gì? Em rõ bên anh nó ồ quá hồi nãy á. Ồn nhất. Bây giờ anh nói lại đi, tên anh tên gì? Mình tên là Đỗ Đức Nhân. Đỗ Đức Nhân, dạ. Rồi. Sinh ngày 27 tháng 2 1985. Dạ. Rồi. Nghề nghiệp thì đang kinh doanh. Mình kinh doanh lĩnh vực gì anh? Đồ uống, cà phê. Là mình kinh doanh ở đâu? Mình quê quán ở đâu luôn anh? Mình hiện tại thì đang sinh sống ở 40 ở Thanh Lân, Thanh Trì, Hà Nội. Anh đang ở Hà Nội. Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, anh cho em hỏi là anh nói là anh đã ly hôn thì
cái cuộc tình, cái cuộc hôn nhân đó kéo dài bao lâu và anh có con cái gì chưa? Lý do vì đây. Cuộc tình của mình thì cũng được 10 năm, ở nhau 10 năm và có hai đứa con, một đứa được 6 tuổi và đứa 4 tuổi. Là giờ đang sống với mẹ hay sống với anh? Hai đứa thì đang, một đứa lớn thì ở với mẹ, còn đứa bé thì hiện tại đang ở trong Hà Nội. Lý do vì sao mình quyết định là mình ly hôn anh? Tại vì thực ra thì trong cái môi trường kinh doanh mình cũng trước đây là cũng đi làm bên nhà nước, thì vợ ở nhà cũng đi kinh doanh cà phê. Thế thì nói chung là cũng gọi là, nói chung là một người vợ nó không đoan chính. Là có người thứ ba xuất hiện đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi là anh phát hiện ra như thế nào? Khi mình phát hiện ra thì lúc đấy cũng là quá muộn. Rồi. Là anh ly hôn, là anh ở 10 năm, là anh ly hôn năm mấy anh? Tính đến nay là 5 năm rồi. Mới từ năm 2000 cho đến giờ. Mình không sống với người ta là 10 năm. Dạ. Rồi, trong 2 năm qua thì anh có tìm hiểu ai thêm không? Trong 2 năm qua thì cũng tìm hiểu 1-2 người nhưng mà cũng không hợp tuổi. Là không có hợp tuổi với anh hả? Anh phải coi tuổi hả? Đúng ạ. Trời ơi. Anh, rồi anh mẫu, anh muốn tuổi gì? Để tụi em còn đi tìm nè. Tuổi của anh hợp với tuổi gì? 86 này. 86, 88, 89, 90, 92. Rồi, ví dụ như, rồi anh cho em vài cái vài ngoại hình của người ta đi. Anh thích mẫu người như thế nào? Ốm mặt, tóc, tai gì đó. Thôi nói chung là ngoại hình ưa nhìn là được, chứ cũng không quan trọng lắm. Quan trọng lắm, quan trọng là cái tính cách chứ. Ngoại hình ưa nhìn, ai nói đàn ông người ta thích xem trước không à. Còn anh thì hả, anh tính cách thì về nhà. Em thấy ghét không? Ai nói? Đúng rồi, thật lòng với nhau đây nè. Trời ơi, chứ tự nhiên ngoại hình ưa nhìn với em chưa chắc là ưa nhìn với anh nữa. Mà đàn ông thì lại thích bằng xem bằng mắt nữa chứ đâu phải nghe bằng tai. Nghĩa là hỏi để biết cái gu của bạn là cái ưa nhìn bạn theo kiểu tóc tiên hay là kiểu Văn Mai Hương hay là kiểu gì? Kiểu Cẩm Ly đó. Thôi thì cái vấn đề tóc tai mà mũi thì cái chuyện đấy nó chỉ là phần ở ngoài, còn ai nữa là con cũng gọi là không béo quá hoặc là cũng không gầy quá, hoặc là cũng, thực ra thì mình cũng trải qua rồi thì cũng muốn là sao con người nó cũng chưa gặp thì cũng hơi khó thật, đúng là cũng gọi là chả biết chưa biết nói như thế nào. Bây giờ hình mẫu của anh thì anh phải biết là hình mẫu của anh ở cái người thì nói chung là cũng gọi là cao từ khoảng, tại vì mình cao 1m62 chúng làm sao kiếm được một người cũng gọi là từ khoảng 1m62, từ 1m55 đến 1m62, hai người cũng vừa thôi ạ, cũng không được mập quá. Rồi còn gì nữa không anh ơi? Quê quán, độ tuổi, quê quán thì liệu kiếm được ngoài Bắc này không nhỉ? Thì nếu như mà tìm được thì em sẽ ghép lại với anh thôi. Nhưng mà em hỏi anh xíu nè, ví dụ như tại vì tụi em ghi hình là tụi em ghi hình ở trong miền Nam, tụi em ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh có thể bay vô được không? Không bay được. Ok, vậy là được rồi. Quê quán để miền Bắc ha. Rồi, em hỏi chút, ví dụ như là hả, người ta cũng ly hôn, người ta đang nuôi con, người ta cũng đang ở ngoài khu vực miền Bắc của anh luôn hả, anh ok đúng không? Không. Nếu mà cái vấn đề mà thực ra mình muốn tìm một người là gọi là cũng có thể chưa lập gia đình, thì nếu mà lập gia đình, họ mà lập gia đình họ có con rồi thì có đông con tôi con chúng ta thì nó hơi khó. Ủa bây giờ anh cũng có gia đình mà, anh cũng đã có con nè. Ví dụ như là người ta lập gia đình nhưng mà họ người ta ví dụ như là cái cuộc hôn nhân đó đâu phải là do người phụ nữ đâu, mà ví dụ như người ta bị đánh đập hay cái gì đó, người ta có một đứa con, người ta đang nuôi con, người ta cũng có kinh tế riêng của người ta chứ đâu phải là phụ thuộc nhất định vô anh đâu. Không, nhưng mà mình không muốn cái này là
ảnh này là nó hợp, ví dụ như nhiều người chưa lập gia đình nhưng mà người ta sống thử với người này người kia thì anh ok không? Chưa lập gia đình sống thử với người khác thì ok, không sao cả, nhưng mà miễn là không có con. Rồi ok. Thì đó, em chỉ hỏi gì thôi, tại vì mình có con thì ví dụ như cái người mà có con người ta sẽ thông cảm cho mình hơn. Cái này là em nói thật. Không, tại vì sao? Vì thực ra mình đã đến với cái người mà vợ trước của mình ấy cũng là, đấy cũng gọi là xe này thành ái tình mà cũng gọi là người ta cũng có con. Đấy mà mình ở, mà thứ hai là rồi họ cũng lại ra đi. Đấy, thật sự. Người ta có con mình... là con riêng của người ta hả? Đúng rồi, và người ta cũng mà lại, đấy. Cũng vậy đâu. Ừ, đấy, thì mình không muốn thế nhưng mà ngược lại là bây giờ mình không muốn lập lại như thế nữa. Trời khổ ghê, anh cũng có con mà, anh ở với chị được. Chắc cũng có hai đứa mà. Ừ, đúng rồi, nhưng mà con mình thì giờ thì hiện tại đang ở với ông bà. Đấy, ông bà đang ở trong Vũng Tàu mà. Ừ, vậy thì ví dụ như là bây giờ ta ly dị mà con, ông bà ta cũng nuôi luôn ở xa thì anh ok không, chấp nhận được không? Cái đấy à, cái đấy. Đó, người ta không có con, người ta cũng vẫn ở ngoài miền Bắc người ta làm, nhưng mà con thì ông bà ở quê nuôi. Thôi thì mình muốn nhờ chương trình là kiếm được một người gọi là cũng chưa có con. Rồi ly dị nhưng không có con, ok. Tại vì em nói để anh hiểu với lại họ mở rộng ra thêm cái đối tượng để ghép với anh. Tại vì một cô gái mà độc thân thì hoặc là ví dụ như người ta cũng chưa kết hôn cho là sống thử với người này người kia luôn á, nhưng mà người ta cũng muốn là kết hôn với một người độc thân. Cái này là em nói thật. Nên em coi cái đó thì để thương lượng sau đi em ha. Còn cái quan điểm của bạn thì vẫn sẽ tôn trọng cái quan điểm của bạn. Ok, ý là nói ở đây là để cho anh hiểu thôi, để mình tìm thôi. Chứ mà em vẫn tôn trọng quyết định của anh mà. Ờ rồi là ok rồi đó, xong rồi đó. Thương lượng sau nè. Vâng. Rồi. Còn hỏi gì nữa không? Để qua các bạn khác đang chờ. Dạ vâng, thế thôi, không hỏi gì nữa. Rồi ok vậy thôi. Dạ chị nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Dạ em sinh ngày 16 tháng 11 năm 1998 ạ. Ừ, rồi. Alo, có nghe rõ tôi nói không? Bị của em nghe chị. Dạ em đang làm trên lĩnh vực bất động sản đó chị. Làm sale hay là mình làm cái gì em ơi? Dạ làm sale ạ. Ừ. Rồi, mình ở đâu thì mình tự giới thiệu mình đi Thành. Dạ, em ở Thuận An, Bình Dương ạ. Là nhà quê mà nói chứ đó luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Em sinh ra ở Thuận An, Bình Dương ạ. Ừ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu tình trường của em sao rồi? Dạ, tình trường của em thì em trải qua là hai mối tình ạ. Dạ, mối tình thứ nhất là được khoảng tầm 2 tháng. Ừ. Mối tình thứ hai là được khoảng tầm 1 tháng ạ. Trời ơi, ông quen gì mà ngắn hẹn không vậy ông? Dạ, tại cũng kiểu như là không phù hợp với chị. Ừ, lý do tại là không phù hợp. Không phù hợp ở điểm nào em cụ thể cho chị? Đấy, tại vì không phù hợp thì có gì không phù hợp lắm đi. Dạ về, về khoảng cách địa lý á chị. Ừ. Là bạn đó như thế nào? Em nói cụ thể dạ, đi. Bạn đó thì em quen là ở bên ở ngoài Nha Trang á. Ừ. Dạ, là bọn em quen nhau thì cũng được tầm 1.5 tháng. Ừ. Nhưng mà cũng như là về khoảng cách địa lý á, em thì em không có đi xa được. Ừ. Dạ, em muốn là làm chương trình tìm cho em một người bạn nào đó ở An, Bình Dương. Quang, từ là bạn ở Nha Trang, em ở Bình Dương, rồi dạ, quen cách nào? Dạ, em quen trên Zalo á chị. Ừ. Dạ. Rồi chưa tìm hiểu, chưa gặp mặt, chỉ nói chuyện thôi hả? Dạ, em cũng có ra nhà bạn đó một lần rồi, nhưng mà kiểu như là không có thu xếp được thời gian mà đi nhiều quá chị. Ừ. Mà bạn nó muốn là ít nhất là nửa tháng là phải ra 3 đến 4 lần. Mà em thì bận đi làm á, em không có thời gian á. Ừ. Là mối tình thứ nhất á hả em? Dạ đúng rồi chị. Ừ, rồi mối tình thứ hai thì sao? Dạ mối tình thứ hai thì em quen ở trên bên Dĩ An, Bình Dương á chị. Ừ, rồi sao chia tay gần đây nè? Dạ, tại vì gia đình bạn đó không chấp nhận em ạ. Lý do không chấp nhận em?
Dạ, tại vì em thì em bị cái khuyết điểm là em bị khuyết tật đó chị. Khuyết tật ở đâu em ơi? Dạ, em bị khuyết tật bên tay phải ạ. Đâu, cho chị nhìn thấy với. Dạ rồi. Đây chị. À, là khuyết tật bên tay phải. Ừ. Đây. Vậy thì mình đâu có chạy xe gì được không em? Dạ không chị. Ừ. Ừ. Ok. Rồi. Thì rồi bây giờ em người như thế nào? Dạ em thì em cần tìm một người đó là nói chung cũng không cần phải đẹp lắm ạ, chỉ cần là bạn đó quan tâm rồi hiểu được em bị như thế, có chấp nhận em không? Ví dụ như bạn cũng có một cái đó thì em có chấp nhận bạn không? Dạ nếu mà kiểu như là nếu như bạn đó cũng có một cái khuyết điểm giống như em thì em chấp nhận ạ. Ừ. Dạ. Rồi, chị hỏi xíu, từ cái việc mà đi lại của em thì giờ, tại vì em nói là em đi làm bất động sản, nghĩ là xem bất động sản nó rất nhiều, thì ai sẽ là người hỗ trợ cho em trong việc này? À, thì các bạn trong phòng với lại sếp em á chị. À, ok quá chứ. Ừ. Rồi, độ tuổi thì như thế nào em ơi? Em 98 thì bạn cỡ bao nhiêu thì được? Ví dụ lớn hơn em 1-2 tuổi. Dạ, lớn hơn em khoảng tầm 3 đến 4 tuổi cũng được chị. Ừ. Dạ. Rồi em nói em yêu xa không được hả? Rồi ví dụ như bạn ở Sài Gòn thì được không? Dạ, như... Sài Gòn thì em nghĩ là được đó chị, tại vì là vậy Sài Gòn em có thể thu xếp em lên chỗ bạn được. Xa các tỉnh thành lân cận như là Sài Gòn, Đồng Nai hay là Bình Phước hay là ở lân cận em Long An, Tiền Giang gì đó, lân cận ở cái khúc mà Tây khúc Bình Dương thì cho em tưởng. Nếu mà được thì em muốn là tìm ở khu vực Bình Dương hoặc là ở thành phố thôi chị, chứ còn xa quá thì tại vì em đi lại nó cũng khó khăn đó chị. Ừ. Dạ em cũng khó khăn trong việc đi lại á, nên là em cũng muốn tìm chỗ nào nó gần với mình nhất á. Ừ. Thì đó, chị mở rộng ra thì có nhiều người phù hợp với em hơn, tùy hơn em thôi, chị sẽ ghi nhận ở đây. Rồi còn về ngoại hình em cần đòi hỏi cái gì không, hoặc là gì? Dạ không chị, em thì không cần đòi hỏi về ngoại hình đâu. Nói chung là bạn nó chỉ cần ưa nhìn là được rồi, không có kiểu như là không có thấp quá cũng như là xấu quá là được, nói chung là bình thường là được đó chị. Ok, tôi không biết là xấu đẹp của ông cỡ nào nữa, đẹp cỡ không, nói chung là chỉ là mình nhìn mình cảm thấy được là được đó chị. Em nhìn được chứ chị, có em nói vậy như cũng không, chị đâu có tìm được đâu. Thôi không, ý là nhìn nó bình thường đó chị, chứ không cũng không cần thiết là phải đẹp quá. Thì em, tại vì em nói câu là không đẹp thì cũng không, mà cũng không xấu quá. Chị đâu biết là cái ngưỡng của em nó ở mức độ nào, em có hình mẫu nhất định không, ví dụ như thích chị Cẩm Ly hay thích chị nào không, để chị không biết chị, không dạ không. Rồi ok, thôi chị ghi nhận ở đây hết rồi đó. Rồi em còn cái gì nữa không, em cần thêm cái gì nữa không? À, thì em cũng muốn chia sẻ như vậy thôi, thì em cũng mong muốn chương trình á tìm được cho em một cái người phù hợp với mình á. Ok, tụi chị sẽ cố gắng tìm người phù hợp với em. Nhưng mà thời gian thì giờ chương trình thì cũng sẽ không biết khi nào mà có người phù hợp, thì khi nào mà có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với em ha. Rồi Cặp sẽ ngồi lại nói chuyện với em một lần nữa, không tiện đi đến đến chương trình, nhưng mà cái buổi đó thì cũng phải, khi mà có người mà phù hợp em cũng phải ghi lên trên đây, nếu mà không, nếu mà ví dụ như mà để lên sóng truyền hình thì em có thể thu xếp em đi được đó chị. Ừ, rồi ok. Dạ. Thôi cảm ơn em. Buổi dạ có chị thì giờ đi chạy lại với em. Dạ vâng, em chào chị. Ừ, rồi dạ rồi. Rồi phần Gáp mình xong đó, anh có thể bấm nút kết thúc cuộc gọi nhé.
Dạ rồi. Dạ, em cảm ơn, chào anh. Chào anh chị ạ. Dạ.